Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, mấy con heo dê nhà mình giờ cũng khá là cũ rồi à, và kể cả những con mới nữa ấy, cũng có cái hiện tượng mà máy bị ép kính ấy. Thì nay em sẽ cho các bác biết được cái máy mà bị ép kính nó sẽ như thế nào nhé. Thì trên tay trái của em đây này là một con đã được ép kính, con V50, và bên tay phải của em đây là con còn zin nhé, chưa bị ép kính. Thì đầu tiên ấy, chắc các bạn cũng chỉ xem được ngoại hình thôi, tại vì nếu mà không có chỗ nào cho các bác mở cái máy ra đâu, cho nên là các bác trước tiên là xem cái ngoại hình của nó. Thì cái máy mà bị ép kính rồi ấy, các bác nhìn đây này, để em sẽ quay sát lại một tí. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Thì khi mà cái máy mà ép kính rồi ấy, thường thường họ sẽ dùng cái loại mà keo ấy. Đây, cho gần em một xíu nữa nhé. Đấy, thì thường thường họ sẽ dùng keo để gắn cái màn hình này, cái kính này, cái màn hình này với cái khung viền ấy. Thì khi đó ấy, các bác sẽ để ý kỹ nhé. Chỗ này thì nhiều khi là ông thợ nào làm tốt ấy, người ta sẽ gắn cái keo nó khá là ổn, và như các bác nhìn không kỹ sẽ không thấy, nhưng mà thường thường là các bác nhìn kỹ nó sẽ ra. Thì đây các bác nhìn này, cái vết keo này, vết keo còn dán lại này, đây này, đó các bác nhìn kỹ không? Đây các bác nhìn này, đấy, đó đó đó, các bác thấy không, vết keo này, vết keo này, đó các bác nhìn sẽ thấy, các bác nhìn kỹ sẽ thấy nhé. Đây em sẽ cho các bác nhìn hết một vòng của cái con máy đã ép kính rồi đây. Đó, tại vì em đang quay dưới ánh điện thì cũng nó cũng khó, là khó nhìn phết, nhưng mà nếu như cái này mà các bác nhìn ở ánh nắng điện, ánh nắng mặt trời ấy, thì các bác nhìn thấy ngay à, nó sẽ lộ là vết keo dán ở chỗ cái viền này này. Đấy. Đấy, con máy này là của một bác thợ ép kính chuyên nghiệp đấy nhé. Nhưng mà vẫn phải để lại cái vết dấu các bạn, không ông nào có thể làm hoàn hảo được đâu, cho nên các bác cứ nhìn kỹ là thấy đó. Đây là chỗ này này, đấy, nhìn phát thấy hở luôn này, hơi hở hở và có keo này. Đấy, còn cái con zin ấy, đây đây là con zin này, các bác nhìn này, nó sẽ khác hẳn luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không, không có một tí keo nào, bóng loáng luôn. Đây các bác nhìn kỹ nha, đó đó, các bác cứ từ từ nhìn thôi. Đây, các bác nhìn thấy không, bóng loáng luôn, đâu có để lại cái vết keo nào ngoài gì ở ngoài này đâu. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé. Đó. Đó thì trong ánh điện này nó cũng hơi khó nhìn, nhưng mà các bác nhìn qua qua các bác sẽ biết được là cái con chiếc kính nó sẽ gần như không không có cái để lại vết keo gì cả. Và tuy là cái con zin ấy nó vẫn có cái khe hở đấy nhá, không phải là không có khe hở đâu, tại vì LG nhà mình hoàn thiện vẫn chưa tốt mấy, nó vẫn có khe hở và vẫn để lại cái việc bị hắt sáng ở màn hình cong này. Đấy, đấy trước tiên là cái để các bác nhìn cái keo dán ở cái mép khung viền với màn hình nhé. Đó thì các bác nhìn thấy đấy. Đây con này, con đây, các bác nhìn này, này con trên là cái con zin nhé, con dưới là cái con ép kính đó, có thể là phân biệt được. À, ok, dưới cái ánh điện này nó hơi khó các bạn. Đó, để các bác biết được. Đó, thì đấy là cái dấu hiệu đầu tiên nhé. Cái dấu hiệu thứ hai ấy, em nghĩ đây là cái dấu hiệu mà quan trọng nhất luôn và các bác có thể phân biệt được rõ ràng nhất. Thì đây, các bác soi cái màn hình của cái con mà ép kính rồi ấy, dưới một cái ánh đèn tip nhé, hoặc ánh đèn led cũng được. Đây, các bác soi nghiêng nghiêng này này. Đây này, các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy này này. Đây, các bác nhìn thấy không? Đây, cái phần này này. Đấy, các bác nhìn này, dấu hiệu của ép kính này. Nó sẽ để lại cái nếp nhăn của việc mà khi mà người ta ép, người ta phải lăn một cái con lăn để người ta ép cái kính này lại vào cái màn hình. Đấy, nhìn này, này tôi sẽ có những cái này, cái điểm này, đấy, điểm bị lộ ra này, G này, lỗ này, đấy. Các nhìn thấy không? Đó, kinh chưa? Con này là một của một bác ép kính khá là nổi tiếng đấy. Đây, còn con gì này các bác nhìn này, sẽ không thể thấy một cái gì cả. Nó sẽ ép bằng máy mà, nó sẽ rất là bằng, nó rất là không có một điểm gợn nào luôn. Đấy, các bác khi mà mua máy các bác
nếu mà nghiêng ngược máy ấy ra ánh nắng mặt trời cũng được, các bác sẽ nhìn thấy được cái việc mà nó có ép kính hay không. Các bác nhìn thấy không, con này con gì này không bị một tí gì luôn. Đây hai con này nhìn này, đấy. Nhìn phát là thấy luôn đó, các bác nhìn thấy không, cái này điểm này phân biệt rất là dễ luôn. Tuy nhiên thì cũng có bác nào ép kính tốt hơn ấy, thì có thể là cái nếp nhăn này nó nhỏ hơn hoặc là nó khó thấy hơn, nhưng mà chắc chắn là sẽ có các bạn, cho các bác nhìn kỹ là thấy à. Đấy, không ai thể là làm được ngon như cái nhà sản xuất làm đâu. Rồi đấy, cái dấu hiệu rất là quan trọng nhé. Rồi. Thì cái dấu hiệu thứ ba là một cái dấu hiệu cũng khá là quan trọng, đây các bác, để em cho lại gần đi nhé để các bác sẽ nhìn rõ hơn. Thì các bác nhìn cái phần này đây này. Đấy, đấy, các bác nhìn cái phần cảm biến tiếp cận nhé. Đây các bác nhìn này, cái phần cảm biến tiếp cận của hai con này, cái con bên phải là con zin nhé, con bên trái là con ép kính. Đây này các bác nhìn thấy cái phần cảm biến tiếp cận đấy, cái con trái này, cái con ép kính này, cái bên trái này này, nó sẽ các bác sẽ nhìn được cái cảm biến tiếp cận nó rõ ràng hơn. Đấy, các bác nhìn thấy không, còn cái con chưa bị ép kính ấy thì nó nhìn nó đen hơn ấy, như cái bọn iPhone cũng thế, cái con camera nó đen hơn ấy thì là con zin đấy. Thì cái cảm biến tiếp cận này cũng tương tự như thế, cái con mà đã ép kính rồi này các bác nhìn này, đấy nó nhìn thấy cái cảm biến tiếp cận rõ ràng luôn, còn cái con chưa ép kính này các bác nhìn rất là mờ đấy, các bạn không đó. Còn cái camera trước này nhá, các bác đừng nghĩ là cái con nào mà lệch cái camera trước này là con đã ép kính rồi nhá, ngay cả những con zin cái camera trước này vẫn lệch, ngay cả con bóc hộp luôn ấy, cái điều này đã được nhiều rất nhiều các bác và các thương gia đã khẳng định cái điều đó, không phải là cái lệch cái camera trước mà là con ép kính đâu. Cho nên các bác đừng lấy cái lý do đấy mà nghĩ là cái con nào mà lệch camera trước là con ép kính nhé. Đây các bác chỉ nhìn cái cảm biến tiếp cận thôi. Đấy. Thấy chưa? Rồi, rồi thì tiếp theo nữa các bác thầy nhìn cái lỗ của cái loa thoại ở đằng trước đây này. Đương nhiên là con G8 thì nó không có cái loa thoại thì có thể không nhìn được, nhưng mà những con nào mà có loa thoại này như con V50 này chẳng hạn, đây các bác nhìn này. Cái phần này này. Đây, đây. Cái độ lõm của cái màng loa này này với cái mặt kính ý, cái con ép kính nào ấy, bao giờ nó cũng 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 nó bị kiểu như là nó bị lõm xuống hơn một tí ấy, nó bị lõm xuống hơn một tí nhá. Đó. Tuy nhiên thì cái này cũng khá là khó phân biệt, tại vì nhiều ông sẽ để ý cái này và nhiều ông ép ấy, ông để ý cái này và ông sẽ đẩy cái màng loa này nó lên, thì cái đấy thì khó cho các bác, nhưng mà các bác cứ để ý đi, cái màng loa của cái con ép kính bao giờ nó cũng bị lõm xuống một tí. Đấy, còn con gì này, đây các bác nhìn con gì này, đấy con gì gần như nó không lõm luôn, gần như nó góc R này này, nó góc R gần như nó bằng luôn đấy, góc R của này này, đấy, các bác R nhá, nó gần như bằng phẳng luôn, nó không có một điểm gợn nào luôn. Còn con ép kính này, ép kính là nó bị lõm xuống luôn, đấy, em R tay này lõm xuống luôn đấy, con ép kính này nhá, con ép kính bị lõm xuống này, còn con zin nhá, nó gần như nó bằng luôn. Đấy là cái dấu hiệu thứ tư nhá. Rồi cái dấu hiệu thứ năm ấy là những con nào mà ép kính rồi ý, thì cái lớp UV ở trên cái màn hình này này, trên cái mặt kính này này, thì nó sẽ không bằng được con zin đâu. Thì đây em sẽ chứng minh cho các bác biết là em sẽ lau cái màn hình hai con này thật sạch đi, dưới lau chuyên dụng luôn nha các bác, thật sạch luôn này, sạch bong luôn đấy, lau luôn cái này luôn để các bác biết được là nó không phải do mồ hôi vân tay nhá, đấy sạch bong luôn. Thế đây này, các bác nhìn nhé, em nó để trên một cái mặt tấm da giả da nhé, tấm giả da nhé, và con bên trái là con ép kính và con bên phải là cái con còn zin, hai con đều lau cái mặt kính rất là sạch rồi. Đấy em sẽ úp hai con xuống bằng nhau luôn nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái con ép kính này đấy nó bị trôi này, có thấy không, đấy con zin không làm sao cả, đấy, con ép kính trôi này. À, em đổi vị trí luôn nhé, đổi vị trí luôn đấy, các bác thấy không, cái con bên phải à, cái con bên phải là con ép kính nhé, em vừa đổi vị trí rồi mà vẫn bị trôi nhé. Đấy các bác thấy không, đây các bác để ý cho các bác thấy một điểm nữa là em sẽ đưa một cái giọt nước vào đây, cái cung nước của em đây, em sẽ lấy một giọt nước em nhúng vào đấy, một giọt nước này, bên này cũng một giọt nước này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Hai con đều có hai giọt nước nhé. Thế này, em sẽ nâng cùng một cái độ nghiêng lên để cho các bác biết được là xem cái con nào nó bị cái giọt nước nó bị trôi đi. À, nhiều khi là các bác bảo là
cái con ép kính rồi ấy, nó sẽ bị cái giọt nước này nó sẽ bị kiểu nó bị dính dính ấy, nó không vo tròn lại ấy. Con zin thì nó vo tròn lại nhưng thực ra thì cái giọt nước nó vẫn, em thấy là nó vẫn tròn hết đấy nhé, nó không bị dính lại đâu. Có điều là con nào nó trơn hơn thôi. Tại nhìn này, cùng một độ nghiêng nhé. Đấy, cùng một độ nghiêng này. Đấy, các bạn thấy không? Cái con ép kính nó bị trôi mất rồi. Cùng một độ nghiêng luôn nhé. Đấy, còn cái con nên nữa này, cái con chiếc kính này, nó vẫn không bị trôi này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Này, con chiếc kính này, lên hẳn cao về nó còn không trôi đi này. Đấy, các bạn thấy không? Rất tuyệt vời đúng không? À, đấy. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, cũng là một cái điểm mà các bác để ý một chút. Đấy. Vời không? À, con này mãi không trôi này. Đấy, lắc lắc cũng không trôi này. Kinh chưa? Đó. Đó. Tất nhiên là các bác phải lau thật kỹ cái màn hình cái màn hình đi nha, chứ không phải là các bác tùy tiện, các bác lúc đấy nó còn nhiều mồ hôi vân tay ấy, các bác đưa vào có khi nó vẫn trôi tuột đấy. Đấy. Thế này là dấu hiệu thứ 5 nhé. Thì cái dấu hiệu thứ 6 ấy thì cái này cũng là hên xui thôi các bạn. Các bác nhiều khi các bác thấy được cái bụi ở trong cái camera trước này này. Đấy. Thì nhiều khi ấy là ngay cả cái con zin ấy, nhiều khi nhá, những con zin mà nó quá lâu lâu năm rồi ấy, nó bị hở cái viền này này, nó bị hở viền ấy thì cũng có thể là nó bị lọt bụi vào các bạn. Đấy, còn nhưng mà đa số ấy là những con zin sẽ không có cái bụi ở camera trước đâu. Đó, kể cả camera sau nữa thì nó cũng không bụi đâu. Tuy nhiên những con nào mà các bác mà thấy cái kính chỗ đó, chỗ gần cái camera ấy, nó bị hở quá ấy, nó không khít với cái khung viền nhiều ấy, thì có thể là cái con đấy nó cũng bị lọt bụi vào nhá. Thì cái này nó không thể chắc ăn được, cái này không thể đem ra một cái mà cứ có bụi là con ép kính đâu. Nhiều khi là con zin nhưng mà nó bị sử dụng lâu ngày rồi ấy, nó bị cái keo nó bị bong ra nhiều quá rồi thì nó cũng thể có thể nó bụi vào. Thì đây là cái điểm yếu của LG nhà mình là nó hoàn thiện nó không tốt. Và thứ hai nữa là cái áp suất đi, các bác test áp suất nhé. Các bác test áp suất nhiều khi là các bác bảo là mất áp suất rồi. Đây em test áp suất cho. Cho nó ra nào. Đấy, thì nhiều khi các bác test áp suất ý, thì các bác bảo là con nào mất áp suất rồi thì là con ép kính. Thì không phải đâu nhé. Bây giờ người ta ép kính rồi ấy, người ta vẫn có thể làm lại được áp suất nhé. Nhưng mà cái con này là con ép kính này thì nó bị mất áp suất rồi các bạn. Đấy. Thì các bạn thấy này. Cái con này ép kính nhưng mà mất áp suất rồi. Thì tại vì con này là người ta dán keo nhé. Đấy. Thì dán keo thì nó mất áp suất rồi, các bạn không không nhảy nữa. Đấy, thì hai cái dấu hiệu này nó chỉ là cái để các bác tham khảo thôi, nó không phải là chính xác tuyệt đối nhé. Còn mấy cái dấu hiệu trước ấy thì các bác nó sẽ là gần như chính xác đấy. Đấy. Cho là các bác ở mua máy ấy, các bác mà xem được cái clip này thì các bác sẽ, em nghĩ là sẽ không bị dính vào cái con máy mà đã bị ép kính đâu. Đấy, thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bác mua được những con máy mà nó ngon. Còn nếu như các bác không tin tưởng để mà mua được con máy ngon ấy, thì các bác cứ liên lạc cho em sẽ, thứ nhất là em cũng không bán đâu, nhưng mà em sẽ có thể giới thiệu cho các bác được nơi uy tín để các bác mua được con máy ngon. Và đương nhiên ấy, cái hàng điện tử ấy, nó cũng chỉ là hàng hên xui thôi, không phải là em không dám chắc được là 100% con máy đó đều phải là ngon hết. Tuy nhiên ấy, thì nếu như mà đã qua em giới thiệu ấy, thì chắc chắn em sẽ cái việc mà bảo hành rồi những cái khiếu nại của các bác ấy sẽ được em giải quyết nhanh hơn. Đấy là điều chắc chắn của em hứa với các bác là như vậy. Đó rồi, ok, chào các bác nhé.